Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí Thuận Thành. Thì hôm nay đang có thời gian để bàn giao cho bà con cái dòng máy tuốt lúa mini mã hiệu CL68 do điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí Thuận Thành phát triển. Thì hiện tại đây bằng kỹ thuật đang đổ cái dòng nhớt là nhớt 4 thì, nhớt 4T vào cái động cơ dầu 170 với công suất là 4 ngựa. Thì đây thì sau đây thì bạn con sẽ đổ cái phần motor xuống. Đấy, động cơ thì khi đưa về thì động cơ mới nguyên thùng cho bà con thì nên chưa còn nhớt đâu, thì bà con chú ý mình đổ cái phần nhớt 4 thì vào để sử dụng. Với là máy thì sử dụng cái dòng động cơ là dầu sử dụng nhiên liệu diesel. Đấy, ngoài ra bên điện máy Cường Linh còn có sự lựa chọn là động cơ xăng 6,5 ngựa sử dụng động cơ xăng, thì bà con có thể cân đối thì mình mua loại nào cho nó phù hợp. Đấy, còn trước máy bà con đây là cái dòng mẫu mà có xăng rung, có quạt gió đời mới, chạy liên hoàn năm 2023. Đây có núm tăng triển dây cu loa ngay bên phía hông máy luôn thì rất là tiện. Em xem ngắn miên được không? Hùng chạy vào trong cái kia lấy cái chậu gì? Cái chậu ở trong nhà ở chỗ gầm thùng thóc bỏ giờ ơi đi bỏ con nổ dầu nó lên đấy. Đấy bơ me đấy à? Vâng, thì động cơ mới thì chưa có dầu ấy. Thì kéo cho dầu nó lên. Đông Anh đấy. Bình chỉ. Thân chỉ. Cho ông biết là mua loại. Ba mày lên mạng. Thì bà con có thể thấy thóc ra là sạch đến 15 triệu. Anh chế được motor không? Ông dùng gì đến 15 triệu B cho nó ốm nhá. Đây. Cái này chế được chuột máy tốt sạch lắm bác. Nâu gì cái này nâu gì. Tốc độ thấy là quá nha, lâu gì. Qua bón là dư. Đấy là bón chưa căng đấy chứ. Em bón căng thì ấy ga hết cỡ tôi bón căng lên thôi. Thuê cho thằng kia 10 buổi, 10 buổi là 200 một. Con có thể thấy được là cái phần rơm rạ ra rất sạch, nó không bị lấn theo cái phần thóc đi theo rơm rạ. Đấy, cũng như là cái phần hạt lép và các thứ này thì nó sẽ phụt ra phía ngoài đấy. Đấy, còn thóc thì hầu như là ra sạch 100% luôn, thì nó không có hạt thóc lép đâu.
Đấy. Cái này quạt nó mạnh mà xem ấy giới thiệu mà quạt. Đấy thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi. Thì nếu như bà con có nhu cầu mua máy tuốt lúa mini Thần Thần CL68 thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Liên, địa chỉ 36 cầu Điện, xóm Bảng, Tứ Hiệp, Tân Trì, Hà Nội, hoặc qua số để dưới góc màn hình đây để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Liên cũng như là cơ khí Thiện Thành. Thì trước mắt bà con đây là cái dòng máy tuốt lúa mini Thiện Thành CL68. Thì cái thương hiệu Thiện Thành CL68 cũng đã gắn liền với bà con trong những cái mùa tuốt lúa từ những năm trước rồi. Thì hôm nay điện máy Cường Liên cũng như là cơ khí Thiện Thành xin giới thiệu thêm cho bà con một số cái cải tiến và một số cái lựa chọn mới của bà con trong cái vụ mùa mới năm 2023 này. Thì hôm nay đang là thời điểm 27 tháng 5, cuối tháng 5 năm 2023. Thì điện máy Cường Liên xin giới thiệu đến cái giá bán cho bà con luôn. Thì hiện tại cái giá bán của dòng động cơ xăng có mã hiệu Thiện Thành CL68 này thì đang có giá là 6 triệu đồng. Còn đối với cái dòng máy tuốt lúa chạy dầu mã hiệu Thiện Thành CL68 thì đang có giá là 7 triệu 500 nghìn. Đấy là những cái phần giá bán để bà con tham khảo. Còn nếu như bà con nào có động cơ rồi mà mình cần mua cái khung không, khung máy tuốt không thì có thể tham khảo qua, thì đang có giá là 5 triệu đồng. Đấy. Và cái cải tiến mới mà điện máy Cường Liên cũng như cơ khí Thiện Thành muốn nhắc đến cho bà con trong cái video lần này thì đấy là cái phần bánh xe và cái phần tay đẩy đã được thiết kế và lắp đặt lên máy rồi. Thì ở trước mắt bà con đây là cái phần bánh xe và phần tay đẩy đây. Thì cái phần bánh xe và phần tay đẩy này thì có chi phí rất là tốt, thì hiện tại nó chỉ 500 nghìn một bộ thôi. Thì bà con sẽ có hai bánh xe trước, một cái phần đế đỡ ở phía sau và hai cái phần tay đẩy ở phía sau nữa. Thì tất cả một bộ như thế này đây thì nó sẽ có giá là 500 nghìn. Đây thì là một cái bộ tháo rời như thế này đây, thì bà con có thể thấy tất cả có hai phần thân đỡ này, hai bánh xe trước, một phần đế sau và hai phần tay nắm. Thì cho bà con thì nó sẽ có một bộ như thế, thì bà con có thể lựa chọn. Nếu như bà con nào ở cái địa hình nó bằng phẳng và muốn di chuyển máy nó nhiều hơn thì có thể tham khảo qua cái phần bộ phận lắp để di chuyển như thế này đây. Còn nếu như bà con nào mà không cần thiết thì mình có thể không mua. Thì như cái máy bên này đây thì nó sẽ không có. Thì bà con chỉ cần xỏ cái đòn gắn qua đây, thì với trọng lượng của máy tầm 70 cân thì nó cũng rất dễ dàng cho bà con trong cái quá trình mà bà con di chuyển máy ra những cái phần rơm, ruộng hoặc là những cái phần nương để bà con trực tiếp tuốt tại nương, tại rơm, tại ruộng luôn thì rất là dễ dàng. Thì sau đây điện máy Cường Liên cũng như cơ khí Thiện Thành xin giới thiệu đến cho bà con cái cấu tạo cụ thể của máy tuốt lúa Thiện Thành CL68 luôn. Thì trước máy, cái mặt trước của máy thì đang có là một cái phần bàn đỡ như thế này đây. Bàn đỡ này thì nó sẽ có chiều dài tổng thể nó bằng với một cái phần thân máy tuốt lúa luôn, gần một mét. Thì đấy thì là cái phần bàn đỡ này. Phần bàn đỡ này thì sẽ có cái chức năng là gấp gọn lại được. Thì như cái phần máy một bên đây thì bà con sẽ có hai cái phần lấy gài hai bên. Đấy, gài để gài hai bên như thế này đây. Thì bà con gài hai bên sẽ nâng được cái phần bàn đỡ lúa lên. Thì cái phần bàn đỡ lúa này nó sẽ thiết kế để bà con sử dụng hai người. Thì bên này thì bà con sẽ cho một người để đưa những cái phần bó lúa ở ngay một bên này, mình gạt vào. Và ở bên này là cái phần để bà con cho trực tiếp lúa vào. Thì cái phần miệng cho lúa vào thì tầm 20 phân, rất là rộng. Thì bà con cho những cái phần bó lúa vào liên tục như thế này. Thì đấy, thì bà con chú ý thì mình sẽ cho đều tay, không nên cho quá liên tục quá nhanh thì máy sẽ hoạt động nó không được cái hiệu quả cao. Đấy là bà con những cái lưu ý nhỏ khi mà sử dụng máy. Đây, còn trước máy nó sẽ có hai phần khóa gài như thế này đây. Hai phần khóa gài này thì sẽ trực tiếp khóa cái phần guồng cũng như cái phần đập lúa ở phía trong. Thì sau đây điện máy Cường Liên cũng như là cơ khí Thiện Thành xin mở ra cho bà con cùng xem luôn. Thì là tại sao máy tuốt lúa Thiện Thành CL68 lại có thể tuốt được những cái phần lúa được cắt dài so với những cái phần máy tuốt lúa trên thị trường. Thì nó có những cái ưu điểm vượt trội hơn những cái dòng máy tuốt lúa trên thị trường là như thế nào. Đấy, thì bắt đầu từ cái nắp đi. Đấy, những cái phần nắp này nó sẽ được thiết kế những cái phần sóng đỡ nắp. Thì thứ nhất là nó sẽ có cái tác dụng là để cho cái nắp này nó cứng vững hơn. Và thứ hai là nó sẽ hướng những cái phần rơm rạ nó đi ra cái phần cửa xả đây. Và riêng cái phần cửa xả này ở trên bốn cái phần chữ thập này nó có những cái phần gắn quạt như thế này đây. Thì nó sẽ giúp cho bà con khi mà tốt lúa thì nó sẽ thổi cái phần rơm rạ đi ra xa. Nó bắn xa được khoảng độ tầm 6 đến 7 mét thì rất là xa luôn. Thì bà con sử dụng thì vô cùng yên tâm. Đấy là cái phần ra lúa. Còn ngay cái phần guồng đập của máy thì nó sẽ gần 4 cái phần chữ thập như thế này. Trên mỗi cái phần chữ thập thì nó sẽ có tất cả là 6 cái răng. Đấy, 6 cái răng. Và nó sẽ cắt với nó sẽ có khoảng cách với cái mặt sàng. Cái sàng mà sàng sàng lúa, sàng thóc thì nó khoảng độ tầm cái răng có độ dài khoảng tầm 5 phân, 6 phân thì rất là cái khoảng cách rất là ok. Thì bà con khi mà đập lúa vào như thế này thì nó sẽ đập vào những cái phần răng đập như thế này đây và những cái phần
sàng thóc thì nó sẽ trực tiếp rơi vào phần cái phần sàng rung. Đấy, thì là bà con cái phần guồng đập này thì có những thiết kế đặc biệt như thế để giúp cho bà con sử dụng. Đấy, còn cái phần hai cái phần tấm chắn ở hai bên như thế này đây thì nó sẽ có tác dụng để tránh cái phần rơm rạ nó bị cuốn vào phần trục của cái phần máy tốt lúa. Thì là những cái thiết kế tỉ mỉ như thế thì điện máy Cường Lên cũng như là Cơ Khí Thần Thần đã nghiên cứu rất lâu cho bà con rồi để đưa lại cái hiệu quả sử dụng cao hơn, cũng như là trong cái quá trình sử dụng thì nó sẽ mang lại được cái hiệu quả sử dụng rất tốt. Thì để bà con sử dụng thì tuốt lúa thì nó sẽ đảm bảo được cho bà con về cái hiệu quả với năng suất là từ 12 đến 13 bao một giờ. Đấy, còn phía bên phần hông trái của máy thì nó sẽ bao gồm cái phần cơ cấu chuyển động của máy. Thì trước mắt bà con đây là cái phần đầu cơ xăng này, G200 là 6,5 ngựa. Đấy, đây là động cơ xăng xây kinh. Còn ở đây là cái phần động cơ dầu này, động cơ dầu F170F 4 ngựa. Thì đấy, thì tùy theo cái sở thích của bà con mà bà con sử dụng cái động cơ xăng hay là cái động cơ dầu thì nó đều như nhau. Và cái năng suất cho ra vẫn là từ 12 đến 13 bao một giờ. Đấy, tùy theo mức độ sử dụng của bà con. Còn đối với cái dòng máy tuốt lúa thì là CL68 thì có những cái ưu điểm là bà con cũng đã có thể thấy được rồi. Thì nó là tuốt được những cái phần lúa có rơm rạ dài. Đấy, còn đây là cái phần để bà con ra lúa này, ra thóc này. Ra thóc thì bà con hứng thóc vào đây, và ngay phía bên trên là cái phần cán quạt cũng như là cái phần sàng rung của máy, cơ cấu rung của máy. Thì cái phần động cơ này nó sẽ đi qua những cái phần bu li, cái phần gắn bu li của quạt gió và phần tăng giảm dây cu loa, và đến cái phần bu li của sàng rung, cái phần sàng đập lúa. Thì đấy, khi bà con mua về thì khi mà bà con gắn dây cu loa dài như thế này thì có thể kiểm tra để là làm sao cho nó đi những cái phần bu li nó hợp lý, cái phần dây cu loa nó đi đúng như trong video thì nó mới hoạt động được đúng cái cơ cấu hoạt động hiện tại của máy. Đấy, còn phía mặt sau của máy là cái phần để bà con phụt cái phần thóc ra.